Vâng, xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì nhà em về thêm cái mẫu Daiwa thuần lỗ và trên đây là tên cần này, Daiwa thuần lỗ này. Đấy. Thợ thủ công bậc bậc nhất làm và tỉ mỉ. Đấy, đây là trên cái chỗ này họ ghi là như vậy. Đấy, đây là cái mặt trước của cây cần. Còn đâu mặt đây là mặt trước nhé. Đấy, còn mặt sau của nó là ghi là công ty trách nhiệm đồ câu cá Uy Hải Daiwa. Đấy, còn chỗ này là ghi là phiên bản 100 năm này, tức là cái phiên bản này kỷ niệm 100 năm. Đấy. Đấy. Đấy, nó chưa bóc siêu này. Đấy, tên cần thuần phong Daiwa. Đấy, còn đây là cái kiểu nhà thợ thủ công làm rồi các thứ đấy. Thì cần này là tem logo và nó có kèm những cái nhẫn như này. Đây là tem QR này, các bác cào ra là sẽ có lớp phủ cào. Tay cầm là nhám, hơi nhám nhám một chút, là nó cầm nó cảm thấy rất là thoải mái, không như những dòng quân chỉ vừa rồi. Thì nhiều bác cũng thích dòng quân chỉ và cũng rất là nhiều bác thích dòng trơn như này. Đấy, bảo là quân chỉ bẩn. Đây, còn đây là cái gốc của các lóng đây. Thì như những cái mẫu dòng trúc hôm trước về thì em không thấy cái thông số lóng, thì cái này em thấy có thông số lóng này. Giả sử như đây là SK6602, tức là lóng số 2, lóng sát ngoại là lóng số 2. Còn đây là 03 là lóng số 3, 04 đây là size 5m4. Lóng trong của nó tức là có 4 lóng tính cả lóng ngoại, còn đâu tính cả lóng gốc thì sẽ là 5 lóng. Còn này là đầu các lóng này, sơn một cái màu vàng cùng với màu cần và sơn thêm cái màu đen này nữa để chống xé chống toạc tuyệt đối. Ngọn của nó giờ khoảng 1 ly 2, lắp gỗ và có ống nhựa. Nói chung là những cái bản này thì cũng là từ lâu rồi nên là họ cũng phải muốn đẩy đi thôi. Đấy. Trên đây em xem lại xem một chút. Trên Tê Mai họ cũng bán nhá. Anh nào thích không thích mua của hàng của em thì có thể mua trên trên Tê Mai. Cây Daiwa thuần lỗ tên của cần. Và đây là anh nào thích thì em sẽ gửi ảnh một số cái thông số cần cũng như ảnh để tìm kiếm ở trên Tê Mai cho nó dễ. Đấy, cần này thì có 27364554672. À không có 72. Có thu ngọn là 1m. Nó có hai bản cơ, nhưng mà đây em lấy bản 28 còn có cái bản 19 nữa. Số lóng thì nó cũng giống như các cần kia thôi. 2m7 là 52g, 3m6 là 80g, 3m9 là 85g, 4m5 92g, 4m8 là 97g, 5m4 là 118g, không tính đối trọng. Và cái ngọn phụ của nó được tặng trong, để trong ống nhé, để trong những ống nhựa này, để chống dập tuyệt đối, giá cũng rất là học sinh sinh viên thôi. Chi tiết cái cần thì có một con thì em bóc siêu ra để quay cho anh em cảm nhận cái phôi cần của nó, à cái lóng gốc của nó như thế nào. Đây là bản kỷ niệm 100 năm, em nghĩ là chắc là không biết là hết họ có sản xuất nữa không. Bậc thầy nào hay order thì cứ order hoặc check xem để báo cáo giá cho anh em thoải mái. Phôi cần đây màu đen đấy, các bác cứ cảm nhận là nhỉ, cái phôi này nó đen và mật độ carbon nó cao thì nó mới mau được. Đây cái lớp vòng vòng ở đây, không biết các bác có thể nhìn thấy ở trên video không, xoắn xoắn đây đấy, và nó có một cái đường gân ở giữa này nữa đấy. Đấy chứ bây giờ nói chung mua hàng được kiểm tra hàng trước thanh toán và lên kiểm tra hàng trước thanh toán xem nó có đen bóng nhảy không. Nếu mà không đen bóng nhảy thì các bác hoàn hàng về. Tất nhiên là đây em cũng nói luôn là những cái mẫu này thì hiện tại bây giờ thì cũng một mình em có nên là cũng không thể fake được, thế cho dễ. Mỗi cái chê, cái điểm chê của cái túi này nó hơi xấu. Nói chung xấu thì giá của nó mới phải chăng được, còn đúng cái con này thì nó lại để trong hộp cơ. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán xem phôi, xem đầu tiên là nó có đúng như những video những gì em giới thiệu ở đây không. Em bán rất là nhiều mẫu trúc rồi,
Cảm ơn các bác đã xem hết video.